kính chào toàn thể quý vị và các bác anh chị em. Hôm nay em sẽ demo BB15S kết hợp cùng với B15FN phiên bản version 1, tức là mẫu đầu tiên ấy. Đấy. Sơn sàn cát thì nó khó nâu được cái bẩn, nhưng cái chất sơn của nó thì đặc biệt. Đấy. Dưới là BB15S sử dụng củ của RCF. Còn trên này là B15FN ở cụ neo chắc thường, bắt neo chắc thường. Cấu hình hôm nay demo là sẽ có hai chiếc B15FN, bốn chiếc súp BB15S để đánh không gian của một coffee. Hoàn toàn hệ thống còn lại đây là hai chiếc 118XN và một chiếc E218 cộng với F28 là không sử dụng. Em chỉ có đánh là cấu hình như này này, hai súp này, một nồi này đánh solo. Còn cái này nó nặng quá, mới không có chỗ để kê tạm nên là cứ để tạm trên sân khấu. Đấy. Hệ thống máy ngày hôm nay demo thì sẽ đồng bộ luôn của JBL vàng số và cục đẩy 4 cây. Đó. Với cấu hình này thì các bác có thể nhân số lượng nữa được. Ví dụ là nếu như chương trình nào lớn mà nhiều khách thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một chiếc B15 nữa trong lên trên nóc quân B15 hiện tại, là sẽ được cái góc phụ rất là rộng. Tuy nhiên đằng sau cái B15 kia, cái chiếc dưới thì để nghiêng cho nó khoảng tầm 10 độ, và chiếc trên thì cũng có thể nghiêng hoặc là để thẳng tùy. Đấy. Đó, bây giờ em sẽ setup lên quay cho quá cùng xem nhé. Bây giờ em sẽ test Fast Sand Mountain Browser Captivity. Với cấu hình hiện tại thì nó sẽ phù hợp với sân vườn nhé, và cái lực đánh của nó rất là mạnh. Ví dụ các bác mà chơi cầu kê, cà phê sân vườn, nhà các bác thích chơi ngoài trời đấy, mà ví dụ có hai người ấy, mà không muốn đồ to thì sử dụng cấu hình như này hợp lý. Chúng ta sẽ có hai chiếc B15 phiên bản F hoặc FN tùy, và bốn chiếc súp B15S. Mời các bác nghe thử. Anh còn đợi em,
tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn đợi. Tình yêu tình thế nguyên vẹn trong.